Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị thông qua nội dung công tác chuẩn bị hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Trung tướng Vũ Hải Sản và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng và các đại diện các tổng cục, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung đóng góp và dự thảo báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, 6 tháng vừa qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành trung ương, địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng. Nhiều ý kiến tại hội nghị đề xuất, báo cáo cần nêu bật được vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ quân đội trong phòng chống dịch COVID-19. Các lực lượng đã duy trì, tăng cường trên 1.900 tổ chốt với trên 10.000 cán bộ chiến sĩ quản lý chặt chẽ biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh. Quân đội hiện đang sử dụng trên 80 điểm cách ly trong doanh trại, chăm sóc gần 16.000 người. Khi dịch COVID-19 bùng phát tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Bộ Quốc phòng đã kịp thời triển khai 3 bệnh viện dã chiến và điều động lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương và nhân dân khoanh vùng dập dịch. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan cần tập trung nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục đổi mới kế hoạch, cách thức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó cần khẳng định vai trò trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất đều hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Dự kiến, Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.